Ngày hôm nay Long Hoài xin giới thiệu đến anh chị cô chú một căn nhà vườn khá là xinh luôn anh chị. Nó tọa lạc tại xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Di chuyển về biển anh chị cô chú mình mất chỉ tầm khoảng 30 km thôi anh chị là đã di chuyển về tới biển Vũng Tàu rồi. Và vị trí ở đây nó khá là đẹp. Nó rất gần với lại khu công nghiệp Sona Đề Di Châu Đức, gần với lại đồi cù Suối Nghệ, gần với lại sân golf Châu Đức luôn ha. Di chuyển theo đường chim bay anh chị cô chú mình mất tầm khoảng 500 mét thôi là mình đã ra tới sân golf Châu Đức rồi anh chị ạ. Và căn nhà vườn ngày hôm nay Long Hoài có review một lần và lúc đó là chủ rao bán với giá 5 tỷ và tại thời điểm này chủ rất là cần tiền luôn nên rao bán một cái giá chỉ có 3 tỷ thôi anh chị ạ. Và suối bao quanh lại hết đất của chúng ta, suối thì nước chảy quanh năm luôn. Thời điểm mà Long Hoài đang quay là cao điểm của mùa nắng nhưng mà nước vẫn chảy róc rách, nước chảy quanh năm luôn ha. Rồi có trên đất thì có khoảng gần 30 cây dừa đang cho trái. Rồi có hồ sen, có ao cá, rồi thiết kế rất là tinh tế luôn ha anh chị. Nằm trên một trục đường rất là rộng rãi, đường đá cấp phối và xung quanh của chúng ta là rất nhiều nhà vườn đẹp. Như bên đây là cũng nhà vườn sinh thái nghỉ dưỡng nè anh chị. Đó, rồi nhà bên đây cũng là nhà sinh thái nghỉ dưỡng nè. Rồi đằng sau của chúng ta cũng là một cái hồ sinh thái đang dịch vụ kinh doanh sinh thái nghỉ dưỡng nha anh chị. Nói chung vị trí nó rất là đẹp và từ vị trí thửa đất của chúng ta di chuyển về tới trung tâm của huyện Châu Đức, thị trấn Nghệ Giao này, anh chị cô chú mình mất chỉ tầm khoảng 3 km thôi. Rất là sát với lại thành phố Bà Rịa, cách thành phố Bà Rịa chỉ khoảng gần 10 km thôi ha anh chị. Và tổng diện tích của chúng ta là gần 1.000 mét vuông, đã có nhà nè, có nhà mát nè, rồi có phòng nghỉ nè, có toilet, rồi một sân vườn rất là rộng rãi, nằm trong một khu dân cư, toàn là nhà vườn không, kết nối giao thông rất là thuận lợi, di chuyển để về tới thành phố Hồ Chí Minh, anh chị cô chú mình mất tầm khoảng 65 cho tới 70 km thôi ha, thuận tiện đi biển, thuận tiện đi biển Hồ Tràm, thuận tiện đi biển Vũng Tàu, rồi di chuyển ra sân golf cũng rất là gần luôn anh chị. Long Hoài xin kính mời anh chị cô chú mình cùng xem hết video ngày hôm nay ha. Đó, đây là cái dòng suối ha. Suối của chúng ta là rộng khoảng gần 4 mét, nước chảy quanh năm. Thời điểm mà Long Hoài đang quay là cao điểm của mùa nắng. Hướng này nè, nước nó chảy theo hướng này nè anh chị. Đó, chạy thẳng hướng này. Thì theo cái dòng suối này, nước nó chảy về tới khu công nghiệp Sona Đề Di Châu Đức luôn ha. Và gần khu công nghiệp, ở đây á, là khu công nghiệp cao, khu công nghệ cao ha anh chị ha. Cho nên là nó ít cái ô nhiễm, ít tiếng ồn, ít ô nhiễm. Nó không phải giống như là Phú Mỹ đó, như bên Phú Mỹ thì toàn là những khu nghiệp nặng không à đó, gần khu nghiệp thì anh chị cô chú mình sẽ là ái ngại cái chuyện mà ô nhiễm rồi tiếng ồn rồi này kia, nhưng mà ở đây là khu công nghiệp nhẹ cho nên là không có bị ô nhiễm ha. Và dòng suối của chúng ta là nước nó chảy đây, nó chảy xuống này, chảy xuống dưới khu nghiệp Sona Đề Di Châu Đức, ở trên đầu nguồn nó chảy xuống, cho nên là anh chị cô chú mình an tâm được cái phần mà ô nhiễm ha anh chị. Và hiện tại nước ở đây là nước rất là trong xanh luôn. Rồi, phần đất của chúng ta là từ cái suối đó ha, đổ qua bên đây. Đó, đổ thẳng cho tới cây cột điện thứ ba đó anh chị. Đó, ngay chỗ cây dừa cao đó. Đó, rồi bọc ra sau. Mình di chuyển vào trong đất á, là mình đi qua ô tô, đi qua cái cầu này ha. Đi ô tô, mình đi qua cái cầu. Cái cầu này rất là rộng khoảng 4 mét. Ô tô mình chạy vào được luôn anh chị. Hiện tại thì anh chủ anh có ô tô, anh chạy vào trong cũng được luôn. Đó, đóng cửa lại cao ráo. Khu này cũng rất là an ninh, có điện chiếu sáng, có dây wifi, có nước máy. Rồi, cổng thì cổng sắt. Cao ráo ha. Tre. Đó. Những hàng dừa rợp bóng, những cây câu, những cây khế đang cho quả. Rồi một căn nhà mát. Mình ngồi ngay chỗ căn nhà mát đó là mình sẽ chiêu ra được cái dòng suối nước chảy quanh năm này. Rồi ngay đó anh trồng mấy cái bụi bông ngũ sắc, tím, vàng, rất là đẹp luôn. Khoảng sân vườn được lát gạch, được lát đá, rồi xen với lại cỏ để cho nó có độ mát của mình ha. Ngay đây á thì có một cái ngọn đồi. Rồi ranh giới của mình là tới ngay chỗ cái mí tường đó ha anh chị. Đó, mí tường đó. Thì ngay chỗ đó anh cũng làm một tiểu cảnh nữa. Nước chảy. Rồi góc bên này thì một khoảng không gian để mà chiêu những hàng câu, điện năng lượng mặt trời,
rồi những ánh điện. Đặc biệt ha, căn nhà vườn ngày hôm nay chủ để lại toàn bộ nội thất. Đó, ngồi ngay đây là cũng thấy dòng suối nè, nước chảy. Trúc Quân Tử trồng quanh nhà hết luôn. Rồi, còn đây là một cái toilet ngoài nữa ha. Dừa đang cho trái. Dưới những cây dừa là có những ánh điện, điện màu. Ở đây mà ban đêm là lên điện đẹp lắm anh chị ạ. Lên đèn nữa đẹp lắm, đẹp cực kỳ. Dừa sim. Tầm khoảng 30 cây dừa sim anh chị ha. Đang cho trái hết rồi. Nhà mát. Đó, ngay căn nhà mát này là mình ngồi ngay chỗ đây nè. Mình ngồi ngay đây ha. Đó, mình đi thẳng ra ngoài đây. Rồi có cái hồ sen. Đó. Hồ sen. Chỗ này check in sống ảo thì tuyệt vời anh chị. Đó, rồi trên kia có một cái cầu bắc qua nữa ha. Ranh giới của mình là tới ngay chỗ đây. Đó, ranh giới thì đã ổn định hết rồi, đã xây tường rào rồi lại hết rồi. Rồi khoảng bên đây là cũng có nước nè ha. Đó, suối. Suối ở sau này là suối nhân tạo anh chị. Đó, khúc phải ở sau này là nhân tạo. Còn phía trước này là suối tự nhiên ha. Đó, ôm lại mảnh đất của chúng ta như một ốc đảo vậy. Điện năng lượng mặt trời, hệ thống tưới. Anh chủ này ảnh đặt cái bơm ở đây. Đó, đặt cái bơm ở đây để anh hút nước suối nè, để anh tưới cho cỏ, tưới cho cây trồng, tưới cho những loại cây ăn trái của mình. Đó. Dừa rất bóng. Cái cảnh này giống cảnh miền Tây với anh chị à. Dừa bao phủ. Dừa. Sim tím. Đầy đủ những loại hoa luôn ha. Ở đây thì có một cái cầu. Đó. Hồ sen bắc qua nè. Ở đây mà nước nó nhiều quá, nước mà nó dâng lên thì nó đẩy xuống đây. Đó, nó đẩy xuống những cái hốc ngóc ngách này nè anh chị. Đó, rồi nước nó chảy xuống dưới đó, chảy qua cái hồ sen bên này. Đó, chảy qua hồ sen bên này. Đó, tới ngay chỗ nãy mình nhìn. Rồi, ở trên này nữa. Trên này là một căn nhà mát ha. Ở khuôn viên này làm nhà mát nhiều lắm chị. Quá trời. Tới giờ 3 cái căn nhà mát. Một căn nhà gỗ ha. Đó, ranh giới của mình là tới đây nè. Đây thẳng vô trong bò ra sau. Căn nhà mát này rộng khoảng 60 mét vuông. Hình tam giác ha anh chị. Đó, chỗ này để lấy nắng, lấy gió nè, cửa nè. Đèn. Ở đây mà ban đêm mở đèn là đẹp cực kỳ.
điện năng lượng mặt trời nè. Nói chung về đêm khu vườn của chúng ta là điện năng lượng mặt trời là bao quanh sáng rực hết nguyên cái dãy phòng của chúng ta luôn ha anh chị, cái diện tích đất của chúng ta luôn ha. Ở đây có chỗ trồng sen. Hiện tại thì cái này nó khô rồi. Mặn. Ngay chỗ phần cái cầu đó là đất của người ta rồi anh chị, của mình là tới ngay đây đó. Nói chung vì ranh giới đất thì đã ổn định hết lại hết rồi, đã xây tường rào, xây gạch lại hết rồi ha, khu này cũng an ninh. Đây cái toilet nữa, nhà vệ sinh, toilet. Suối nhân tạo này trồng sen. Bên kia là khu vườn sinh thái rồi anh chị, câu cá giải trí sinh thái. Rồi bây giờ Long Hoa xin mời anh chị cô chú mình cùng vào tham quan căn nhà sàn này ha. Nói chung gỗ ở đây thì cũng là gỗ tốt không anh chị. Đèn ốp gỗ hết ha. Đó, khung viên này khung viên đề co. Máy lạnh. Xây gạch rồi lên. Đó, cửa. Rồi bên này là cửa nữa. Diện tích sàn ở dưới này là mình khoảng gần 60 mét vuông ha anh chị. Rất là đẹp. Điện thì đi điện âm hết rồi. Đó. Rồi, ngay chỗ đây là có chỗ để pha cà phê nè. Cái bước vách ngăn để co ha. Ở đây mình có một cái cầu thang đi lên. Rồi bây giờ Long Hoa xin mời anh chị cô chú mình cùng đi lên lầu ha. Có toilet. Toilet nhà tắm ha. Không gian bên này là không gian ngoài hành lang. Đó, đi ra ngoài hành lang là mình dòm hết khung cảnh xung quanh hết luôn. Đó, mình nhìn qua bên đây là cái khung viên của cà phê câu cá giải trí sinh thái thôi nè anh chị.
mình lên trên lầu vẫn còn nghe thấy tiếng nước chảy anh chị ha. Đó. Suối là nó bao quanh khu bên này. Gỗ, kèo bằng gỗ hết. Đây là một phòng ha. Rồi đây là một phòng ngủ nữa. Đó, đây là một phòng ngủ nè. Phòng ngủ này thì ngay đây có cửa nữa. Mở cái cửa đó ra ha, là mình thấy được khung viên ngoài sau rồi luôn ha anh chị. Rồi, mở cái cửa này là mình ra một phòng nữa. Phòng này là phòng đọc sách ha. Chất liệu là bằng gỗ không? Khu vực này phía trước. À, dỡ tấm này lên. Rồi, mình đi xuống dưới ha. Còn đây là những hình ảnh ở trên webcam anh chị. Đất của chúng ta có nhà gỗ, có ba căn nhà mát, suối thì bao quanh lại như một ốc đảo. Mặt tiền đường ô tô né nhau ha, mặt tiền đường rất là rộng rãi. Khoảng gần 30 cây dừa đang cho trái. Căn nhà vườn của chúng ta có thể là cho thuê được luôn ha anh chị. Có thể cho thuê, có thể kinh doanh hoặc là có thể mở quán cà phê cũng được luôn ha. Gần với chúng ta cũng có một khu vườn sinh thái. Hiện tại đang cho câu cá giải trí, rồi cho thuê phòng. Mảnh đất của chúng ta, mảnh đất nhà vườn của chúng ta có suối bao quanh lại. Còn đây là đoạn lây can ở độ cao 300m ha. Xung quanh của chúng ta rất rất nhiều nhà vườn đẹp. Đó, cái hồ đó là hồ câu cá giải trí đó anh chị. Ở trong đó thì có dịch vụ cà phê, ăn uống, câu cá giải trí. Còn đây cũng là một cái căn nhà vườn. Rồi, mình di chuyển thẳng hướng này là mình sẽ ra tới con đường 56B. Đoạn đường 56B là đoạn nối từ Bầu Cạn để về tới khu nghiệp Sona Đề Di Châu Đức, về tới Bà Rịa luôn ha anh chị. Đó, hình ảnh trước mặt anh chị cô chú là sân golf Châu Đức, đồi cù Suối Nghệ, khu nghiệp Sona Đề Di Châu Đức rồi ha. Mật độ dân cư ở đây rất là đông anh chị. Ở Nghĩa Thành này là mật độ dân số rất là đông. Ở huyện Châu Đức thì thị trấn Ngai Dao, sau thị trấn Ngai Dao là Nghĩa Thành ha. Dân cư rất là đông. Ở đây có chợ, có trường học. Từ vị trí thửa đất của chúng ta di chuyển ra tới chợ, tới trường học thì tầm khoảng 500m thôi. Từ vị trí căn nhà vườn của chúng ta di chuyển ra cho tới khu nghiệp Sona Đề Di Châu Đức là mất tầm khoảng gần 1 km. Và nếu như anh chị cùng di chuyển ra tới căn
phía sau cái mép mặt của dầu Long Sơn khoảng tầm khoảng gần 10 triệu ha. À, Long Hoài đang di chuyển không động luôn từ vị trí căn nhà vườn của chúng ta, di chuyển ngay để tới quay những trục đường chính để có giao thông để chị cô chú mình tiện hình dung. Nói chung đường xá đây thì lưu thông rất là thuận lợi, đường rộng, đường thông thoáng, mật độ dân cư rất là đông. Còn về dịch vụ ăn uống, dịch vụ mua sắm hoặc là những dịch vụ nhu cầu cần thiết để phục vụ nhu cầu sống của con người là bán theo ở xã Nghi Thành rất là đông. Được rất là nhiều giới trẻ về check in, đó là đồi cù suối Nghệ. Hình ảnh bên góc tay trái màn hình của chúng ta là karaoke Namo ha. Hướng này mình chạy thẳng thì mình sẽ lên tới đường Bầu Cạn. Cách đường Bầu Cạn cách sân bay Long Thành là tầm khoảng 20 km. Về tới công nghiệp Sơn Hà Đại Sĩ Chủ Đức, về tới xuống này luôn chị. Đây là trường học ha, này chỗ cái máy tôn màu đỏ đỏ đó là trường học. Chạy thẳng hướng này là mình về tới Bà Rịa. Về tới Bà Rịa anh chị cô chú mình di chuyển tầm khoảng dưới 10 km thôi là ra tới trung tâm của Bà Rịa rồi. Nhưng mà vùng ven của Bà Rịa thì chỉ tầm khoảng 6 km thôi. Đúng rồi, mình chạy thẳng về là có dầu Long Sơn và đường Hà Đại Sĩ Chủ Đức và đường cù chú này và cảng sâu cái mép. Còn đây là sổ của chúng ta ha. Còn đây là phần kiểm tra quy hoạch của chúng ta ha anh chị. Đây là hình dáng thửa đất của chúng ta. Suối ôm trọn lại mảnh đất như là một ốc đảo vậy ha anh chị ha. Và tổng diện tích. Còn đây là phần kiểm tra quy hoạch của chúng ta ha anh chị. Đây là hình dáng thửa đất của chúng ta. Suối ôm trọn lại mảnh đất như là một ốc đảo vậy ha anh chị ha. Và tổng diện tích của chúng ta là 894 m². Đất trồng cây hàng năm khác ha anh chị. Khu vực này thì dân cư rất là đông. Vùng đất này được rất là nhiều nhà đầu tư chọn nơi này để làm nơi an cư, nơi lạc nghiệp, nơi để mà thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi căng thẳng. Vì nó rất gần với lại khu công nghiệp Sona Đại Di Châu Đức luôn ha. Mời anh chị cô chú mình cùng xem lại vị trí trên đoạn lây cam ha. Về phần vị trí trên Google Map, anh chị cô chú mình vui lòng bấm xem thêm ở phần bình luận để mình đo cái khoảng cách và quãng đường di chuyển mình cho nó tiện hơn chị ha. Di chuyển theo hướng này mình ra tới đường quốc lộ 56 ngay chỗ bùng binh nước Mỹ anh chị. Còn hướng bên tay trái màn hình là mình chạy về tới thị trấn Ai Giao, cách thị trấn Ai Giao tầm khoảng gần 3 km thôi. Để sở hữu một vô lô đất chỉ có giá 3 tỷ thôi và đã có đầy đủ những loại cây ăn trái, có suối, rồi có nhà gỗ và để chủ để lại toàn bộ nội thất cho mình, rồi có 3 căn nhà mát, có hồ sen, thì cái giá này cũng cực kỳ hợp lý ha. Do là anh chủ này anh cũng quá cần tiền đi, tại thời điểm này anh cũng rất là cần tiền để mà giải quyết công việc nên anh đã nhường lại một cái giá rất là hợp lý hơn chị, và giá này là không còn thương lượng nữa hơn chị ha. Từ 5 tỷ mà anh xuống còn 3 tỷ. Giá này Long Hoài cảm thấy nó quá hợp lý tại một mảnh đất như thế này, tại xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh mất tầm khoảng gần 70 km, di chuyển ra biển Vũng Tàu mất gần 35 km, di chuyển về xuống Nóng Bình Châu, Hồ Tràm mình mất tầm khoảng gần 30 km và đặc biệt là rất gần với sân golf Châu Đức, gần với khu nghiệp Sona Đề Di Châu Đức, kết nối giao thông rất là thuận lợi. Thì sản phẩm này nó cũng là một trong những lựa chọn của anh chị cô chú ha. Kênh Bất Động Sản Long Hoài rất vui nhận được những ý kiến đóng góp của quý anh chị cô chú để kênh Bất Động Sản Long Hoài ngày càng hoàn thiện mình hơn. Cảm ơn anh chị cô chú đã dành thời gian xem hết video ngày hôm nay. Mến chúc anh chị cô chú sức khỏe, nhớ bấm đăng ký kênh cũng như bấm like để Long Hoài có động lực chia sẻ những video mới nhất về lĩnh vực đất đai, về lĩnh vực bất động sản. Hẹn gặp anh chị cô chú trong một video tiếp theo.